Tình trạng thanh thiếu niên chuẩn bị sử dụng hung khí đi giải quyết các mâu thuẫn cá nhân đang trở thành vấn đề nhức nhối của cộng đồng xã hội. Nhiều vụ việc gần đây được công an quận Cẩm Lệ ngăn chặn kịp thời đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội về việc buông lỏng quản lý số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng xã hội. 7 cây, 3 chĩa, 2 dao phóng lợn dài gần 2 mét. Đây đều là những vật chứng mà công an quận Cẩm Lệ phát hiện và thu giữ được tại nhà của Nguyễn Trọng Phát, 14 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Dẫu chẳng có mâu thuẫn hay quen biết gì về những thanh niên ở địa phương khác, nhưng khi được một người bạn trong nhóm Tân Lệ Thiên nhờ chuẩn bị hung khí để đánh nhau, Phát đã tích cực giúp đỡ, như đó chính là mâu thuẫn của chính mình. Mới đầu là vô mấy đứa góp tiền vô, xong cái bắt đầu ra ngoài nó năn nỉ ông, nó làm giùm. Cái ông làm gần xong rồi, mới làm xong ngày chiều hôm qua tới chiều hôm nay là bắt. Em thấy sai vì tàn trữ hung khí để đánh nhau. Chưa dừng lại ở đó, công an quận Cẩm Lệ tiếp tục mở rộng truy xét phối hợp với công an phường Hòa Thọ Đông, kiểm tra nhà của Lê Văn Hiếu, 16 tuổi, trú tại địa phương, thu giữ 3 cây đao tự tạo, 4 cây kiếm, 1 dao bầu, 2 gậy bóng chày. Hiếu khai nhận nhóm của mình gồm hơn 10 thành viên, phần lớn đều đã bỏ học nên mua số hung khí trên về để phòng thân. Các bạn nên liên hệ Facebook, ấy là cái khai nên là họ gửi em chứ em không mua. Còn các bạn đi mua thì liên hệ Facebook. Nghĩ em cắt giùm thôi chứ em đâu có đem cái này đi làm gì. Với các hành vi tàn trữ hung khí nguy hiểm của các thanh thiếu niên nói trên, đang đặt ra một câu hỏi lớn cho gia đình, địa phương trong việc quản lý, giáo dục số thanh thiếu niên có những biểu hiện dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Quản lý ở đây chúng ta phải quản lý chặt về cái mối quan hệ, về cái thời gian đi lại, cũng như là quản lý về cái việc chi tiêu cho tiền các em, để góp phần vào việc hạn chế được cái việc là các em vi phạm pháp luật hoặc là nghiêm trọng hơn là tiến hành phạm tội. Điểm chung của các nhóm thanh thiếu niên này là đều đã bỏ học, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình, xã hội, nên thời gian rảnh rỗi các em lại sa đà vào game hay tụ tập ở những địa điểm vắng người. Câu chuyện về những thanh niên quá trẻ bị bắt giam, xử lý hình sự thời gian qua vẫn là bài học cho những ai còn thờ ơ với chính tương lai của con em mình.